ngào thơm là cây bông hồng. Cây bông hồng em trong tầm cô, cánh hoa hồng tươi như que ngày hội, mắt dịu mùi hương như tình thương mến cô dành cho chúng em. Cây bông hồng, cây bông hồng tấm lòng em đó, dịu êm. Em trong dẫn bông trước cửa nhà em dành một cây cho cô giáo hiền. Dàn bông lên đua chen sắc hương, nhưng ngạt ngào thơm là cây bông hồng. Thank you.
anh em thân yêu, sáng chiều dạy dỗ em nên người. Màu khăn thắm bờ vai thắp sáng niềm tin, trong tiếng cười rộn ràng em thấy lòng bồi hồi, từng ánh mắt tuổi thơ lòng lanh ước mơ, dẫu mai rời xin được gửi đến quý vị đại biểu những giai điệu, những lời ca và những điệu múa vui tươi, hồn nhiên trong chương trình văn nghệ chào mừng trường mầm non Sơn Khang đạt chất lượng giáo dục cấp độ 1. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, chương trình văn nghệ gồm các nhạc phẩm thể dục nhịp điệu Con Heo Đất, đơn ca Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ, múa Ngày Mùa Quê Em, ớt ca Ôi Cuộc Sống Đáng Thương, đơn ca Út Cưng, múa Ngày Hội Non Sông. Chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu.